Lời đầu tiên Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ Mảnh Ghép Yêu Thương chào chị. Dạ chào anh. Rồi bây giờ chị có thể chào quý vị khán giả ha. Dạ chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, vui vẻ và mạnh khỏe sống bên gia đình. Rồi chị tự giới thiệu bản thân mình luôn ha. Dạ mình tên Úc, năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cái gì Úc chị? Cao Thị Úc. Cao Thị Úc 50 dạ. tuổi. Dạ. Đến từ Hồng Ngự. Đồng Tháp Hồng Ngự. Đến từ Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Dạ dạ. Ở Hồng Ngự Đồng Tháp chị Úc làm công việc gì? Cũng không có làm gì hết trơn, hồi xưa thì có làm nhưng bây giờ hồi đó giờ không có làm gì trơn, nhà cơm nước à. Không có làm gì ở nhà dạ, cơm nước không? Không làm gì cơm nước. Ở dưới Hồng Ngự đó mình có nhà của mình không? Có. Rồi bây giờ trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chị Úc nè, chị có quyền chấp nhận và có quyền không chấp nhận ha. Dạ. Chị Úc chị có đồng ý cho phép Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của chị để đăng lên mạng xã hội hay không? Dạ, chấp nhận. Tới đây là chấp nhận. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình chị, con cái chị cũng như bản thân chị sau này bắt chương trình tháo gỡ cái video này xuống là không được. Dạ, chấp nhận. Chị Úc chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Dạ, đồng ý. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp ha. Dạ. Cuộc sống hôn nhân gia đình mình ra sao chị Úc? Dạ, hôn nhân thì hồi đó hai người thương nhau. Rồi sống cũng lâu à, cũng mười mấy năm mà. Được thằng trai thì cũng chia tay cũng mười mấy năm rồi, cứ gặp thêm mối tình nữa cũng không được dang dở rồi ở tới giờ luôn. Chia tay với ông xã năm mấy? Lâu rồi. Lâu rồi. Lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm mà. Mười mấy năm. Dạ, hồi lúc mà mình đẻ thằng con trai đó là 2006. 2006 đẻ được thằng trai đó thì cũng năm gì đó chia tay tới giờ luôn rồi mới. Sao này lâu lắm có phải. Cho 2007 đi ha, cũng mười mấy dạ. năm. Rồi sau này gặp ông này ở, gặp ông đó ở cũng lâu, cũng 4-5 năm gì đó. Thấy ổng cũng chơi bời, cũng kiểu như đờn ca đệ tử đó. Ổng không có lập trường mà thấy vậy thôi chia tay luôn. Chị với ông xã trước ở chung với nhau được có một cháu thôi hả? Dạ. Thằng trai giờ học lớp 12 à. Hiện nay thì cũng ở chung với chị. Ở chung với mình, hai mẹ con ở chung nhà, có cái nhà đó, ở chung nhà. Rồi quen cái anh sao cũng được 4-5 năm. Dạ. Cũng về nhà chị ở luôn hay sao? Cũng không có về nhà, cũng tới lui vậy đó, không ai ở nhà vậy đó. Nhà ai cũng có nhà hết á. Cái anh sao này chị quen trong cái hoàn cảnh nào? Thì cũng ta làm mai làm mối gì đó cũng quen biết gì, thương nhau vừa cũng làm cũng nhỏ nhỏ vậy đó, một mâm hai mâm rồi biết ông bà bơ hai bên vậy đó, giờ cũng chia tay. Nhưng mà về bên nào ở? Không có ở bên nào chứ, ở bên mình á, ở bên nhà mình á, cũng tới lui vậy đó. Chị ảnh tới với chị. Dạ. Rồi chị qua nhà ảnh. Dạ, cũng đâu có chuyện gì cái mình qua vậy đó, qua bữa hay bữa cái mình về. Rồi cái anh sao này là ảnh ở đâu? Ở bên Kinh Xá Nhịn Tre gì á. À, là bên An Giang á hả? Dạ, bên An Giang. Nhưng cái anh sao này thì chỉ ghép nói ở vậy thôi hả? Dạ, cũng vậy đó. Thì rồi, nói cho anh nghe cũng con. Như mình qua hai mối tình rồi đó, nhưng mà mối tình sau là không có con. Rồi từ đó tới nay chị có quen thêm người nào nữa? Không, không quen ai. Rồi chị Úc này, sao chị biết được đến cái chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương? Tại mình coi ở trên Thu Bút đó, mình thấy. Mình thấy là cái này chỗ này cũng có cái ý nghĩa, mình muốn lên đây mình tìm thêm một cách, thêm một người bạn để sống sau này. Tiếp mình, phụ tiếp mình. Rồi hôm nay chị Úc đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Chị Úc muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho chị? Thì anh coi có người nào được thì anh giúp cho người.
chứ giờ lựa ngoài giờ thiếu gì giờ không biết đường lựa, giờ lên đây lựa thêm một lần nữa. Anh em thì coi coi người nào ấy thì... thử thời vận mình lần thứ ba ha. Dạ đúng rồi. Giờ lão không được nữa thì sao? Thử không được nữa. Nữa ở vậy luôn, không bao giờ kiếm ai đó hết. Chứ không phải thử nữa hả? Không. Lần mình không còn được. Khỏe, còn trẻ cứ việc thử thôi. Không, em không thử nó đâu, không thử nó đâu luôn. Tại bây giờ mình không phải gì, mình cúng cơm nước thì hàng ngày thì chị em thì cũng mình thà mẹ giá con bồ câu thì chị em ta cũng giúp đỡ cho mình đó. Sống kêu sống vậy thì ở gì nuôi con đi cho nó ăn học. Chị em ta lo hết, nhưng mà mình thấy lo hết sao được. Mình cũng phải lo chứ, mình kiếm người phải lo cho mình dở gì già chứ, chị em ta thương mình. Ta cho tiền mình chứ người ta đâu có nuôi mình đâu. Mình nghĩ vậy đó. Hiện nay chị ở không có làm gì hết. Ở không làm gì chứ, con không làm gì mà con đang học lớp 12 nữa. Lớp 12. Rồi cái thu nhập chính của mình làm sao mà sinh sống từ cái nguồn này? Nói là ngay hồi đó em cũng có số vốn, em cũng đi mặn. Mặn rồi cho dây cho đồ nó giật hết trơn rồi. Mới đây nè, em ra Tây Ninh đó. Cũng mua bán vậy đó, nhưng mà rồi ổ lả người ta cũng thiếu nợ, cũng người ta không trả cho mình ở trong quê này nè. Người ta cũng thiếu nhóc luôn mà đòi người ta không trả. Giờ hết vốn rồi. Rồi thấy buồn quá, về ở vậy nghỉ bán luôn. Hết vốn rồi buồn rồi nghỉ bán luôn. Nghỉ bán luôn. Giờ rồi. Đi kiếm chồng cho đỡ buồn. Giờ kiếm chồng thì để cho chồng lo tiếp số chứ giờ tôi nói anh giờ. Kiếm sống. Chồng. Kiếm chồng để chồng lo tiếp mớ là tiếp. Ví dụ như người ta có cơm thì mình có cá, người ta có cá thì mình kiếm cơm. Góp gạo thổi cơm. Dạ thì vậy đó. Mà em nói cho anh Hoàng nghe nè, cũng như mình sống bây giờ, một mình cái gì nó cũng dễ chứ. Nhưng mà sợ có cái đau ốm, nhiều khi á, con mình nó đi xa, không có ai hết trơn. Mình muốn hủ hỉ này kia, cái nợ vợ chồng rồi. Có với nhau thôi chứ mình cũng không có nghĩ gì chứ. Em bây giờ cũng lớn tuổi rồi, nó đâu còn nhỏ đâu. Chị có muốn đi về vùng xa không? Muốn, thì anh người nào kiếm, nếu mà sở thích người nào mà thích mình á, thì cỡ nào mình cũng muốn, cũng đi xa, cỡ nào mình cũng đi chứ mà. Mình nghĩ là có con cái gì là người đó phải yêu thương quan tâm tới mình là cỡ nào cũng đi chứ. Vô đường chết mình cũng đi nữa. Mà chị có chịu khó chịu cực được không? Khó cực chịu hết. Có làm rẫy làm ruộng gì được không? Làm rẫy ruộng thì không làm được, nhưng mà làm trong gia đình thì nhà thì đàng hoàng thì nhẹ chuyện nhẹ được chứ. Giờ em đi ra nắng hóc nắng mệt lắm. Có nghĩa là đi ra nắng mệt ha. Dạ. Làm trong nhà nội trong trợ. Trong nhà nội trợ đâu là sạch sẽ. Dọn dẹp nhà cửa. Dạ. Rồi chờ anh về thôi ha. Dạ, rồi chờ anh về ăn cơm. Chờ anh về. Anh ơi em nấu cơm rồi. Anh nói bụng chưa em dọn cho anh ăn. Ừ đó. Hợp lý. Ừ. Nhưng mà chịu đi được vùng sâu vùng xa ha. Chịu. Có biết hát không? Không, em biết hát. Không biết hát rồi, ảnh biết hát. Ảnh biết hát thì nữa ảnh hát mình nghe. Hồi đó mình cũng đã trải qua một cái mối tình là cái anh đó biết ca hát. Cũng có. Có. Rồi lè ngàn quá hay sao? Không lè ngàn, có con cái lè ngàn gái hú đồ nãy kia cái nọ cho bài. Tôi nói anh cho bài, nó là ngay số bài không có. Nhưng mà có cái môn đó gà với nhậu. Mà nó đâu ngay sống thì nói lâu năm vậy chứ sống ít lắm anh ơi. Hai người cũng như kiểu qua lại nhiều khi năm 10 bữa 1 tháng mới qua 1 lần vậy đó chứ. Như qua rồi sơ sáng về vậy đó, không có ở lâu. Ở vùng quê Hồng Ngự cũng nhiều trai đẹp mà cũng nhiều anh khá giả lắm mà. Đúng rồi anh nói là đúng. Không quen được. Nhưng mà mình bởi vì em nói mà không biết nói làm sao vậy với anh chứ giờ. Mình ta chọn mình chứ mình chọn người ta, nhiều khi người ta chọn mình chọn người ta không chịu. Chị cũng được gái mà thì tôi nghĩ ở dưới đó chắc cũng có rất là nhiều anh để ý đến chị. Nhưng chứ. Mà cũng có sao không anh ơi, tại giờ làm gì không có duyên nợ với cái người đó. Không có duyên nợ ha. Dạ. Nhưng mà cũng có người để ý không? Dạ nhiều lắm anh ơi, nhiều. Sao không chịu? Không chịu. Rồi sao lên chương trình này? Bây giờ mình chọn hai lần rồi, giờ không được đổ bời thì dở chân. Giờ lên chương trình một lần này là lần thứ ba để cho chương trình chọn cho mình. Trời tự nhiên ở đâu lên để giao trách nhiệm cho chương trình? Không, nhiều khi anh phải góp ý đồ này kia cái nọ. Ừ, anh nói được anh chỉ đồ này kia cái nọ. Nhiều khi hợp không ý. Tự nhiên đâu không quen biết lên chương trình cái dán cho chương trình cái gánh nặng này kiếm thì, chồng giùm tôi. Thì chương trình có mảnh ghép này nè. Có anh nào đăng ký đó. Rồi ví dụ như anh chỉ giùm. Cũng khôn quá ha. Tự nhiên đem nguyên cái đòn gánh dục lên vai ta cái kêu ta kiếm giùm. Rồi hạnh phúc thì không nói. Không hạnh phúc cái quay qua điện thoại bắt đầu. Không có đâu.
cái đó là tại cái số của mình mà. Mình không có đổ thừa được. Giờ bây giờ cái độ tuổi chị Út muốn tìm kiếm nè, rồi công ăn việc làm, nhà cửa như thế nào? Bây giờ em có không muốn gì. Bây giờ em nhà thì em có, nhưng mà nói nào ngay, hai mẹ con thì sống cũng được, nhưng mà hơi thiếu thốn một chút, thiếu hụt một chút. Nhưng mà kiếm thêm người nữa, người ta bầu bạn với mình, người ta cũng tiếp vô tay đó, cho nó đỡ ra một chút. Thiếu thốn một chút? Dạ. Thiếu thốn cái gì? Thì thiếu thốn chà chánh, rồi thiếu thốn nhà cửa thì không có ai, rồi nhiều khi hư này kia kia nọ, không có đàn ông đồ sửa sai. Thiếu thốn tình cảm đâu nữa hả? Tình cảm thì cũng thiếu thốn nữa. Quan trọng thiếu thốn tình cảm nhiều hơn thiếu tiền. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Tiền thì cho dai mà. Thì thiếu gì trời, có người ta thiếu mình thiếu thôi, mình thiếu tả. Nói cho lắm lúc mình thiếu người ta lắm đó. Chứ không có ai thiếu mình, nhiều khi mình thiếu người ta đó. Ai dám quỵt của chị? Trời. Nhìn mặt chị là thấy không ai dám quỵt của chị. Vậy chứ anh thấy vậy chứ tôi hiền lắm. Mà có một cái gì tôi nói cho anh nghe vậy nè. Hiền tôi, dữ lắm. Tôi hơi nóng tánh. 50 là tuổi cọp đúng không? Không biết tuổi gì. Thì ở ngoài, ở trong giấy thì 50 đó. Thì sinh năm 73. 73 ở ngoài, tuổi thật là... Thì 50 là tuổi cọp. Tuổi thật là 55 đó. Vì tuổi thật tới 55 luôn hả? Tuổi kệ, tuổi trong giấy, trong giấy đó mình tuổi con gà đó, sinh năm 69 đó. Còn trong giấy thì 50 à? Trong giấy thì 50 nhưng sao kỳ vậy? Không biết, mấy ổng làm giấy thì sao mình cũng không biết nữa chứ. Và mẹ đẻ là 69 đó. Là mình 55 là đúng 55 đó. Rồi, nói tiếp đi. Bao nhiêu tuổi, tầm tuổi khoảng bao nhiêu mới thích hợp từ với chị? Từ 62 đảo lại, 65 đảo lại cũng được. 65 đảo lại. Dạ. Bằng chị ha. Dạ, còn bằng. Nhỏ hơn được không? Không, nhỏ hơn không không lấy, lớn hơn là lấy. 37 được không? Không. 40? Không. 44 đi. Không, bây giờ em nói với anh là nhiêu cũng lấy chứ, nó lấy từ 57 đảo lên, từ 65 đảo xuống. Chứ không có nhỏ tuổi không lấy đâu. Từ 57 đâu, 55 đâu lên. Dạ. 57 đâu lên. Lớn tuổi hơn mình đó, đổ lên, nhiêu cũng được, nhưng mà từ 65 đảo xuống nha chứ không có hơn nữa. Rồi, nghề nghiệp làm công việc làm như thế nào? Của em hả? Của anh đó đó. Thì nghề nghiệp thì bây giờ anh mặn gì mặn chứ mình đâu biết trước được chuyện gì. Thì ý tôi hỏi chị cần cái anh đó có nghề nghiệp như thế nào? Rồi có nhà cửa hay không? Bây giờ nếu mà ảnh không có nhà thì mình có nhà và ở cũng được. Còn nghề nghiệp thì ảnh thích thì ảnh làm chứ mình đâu có nghề nghiệp ảnh. Sẵn sàng rước ảnh về nhà luôn. Dạ, nếu mà ảnh thích thì về nhà có, nếu mà cơ chỗ nào mà có cơ sở làm ăn được thì mình ở đó. Còn nếu mà nhà thì mình ở đó, lâu lâu mình đi mình về thăm nhà ăn lần cũng được. Ở nhà rồi có chướng ngại tới đứa con mình không? Không. Đứa con giờ, nó có chấp nhận. Hiện bây giờ là mình ở nhà có mình nên là con nó đi học ngoài Tây Ninh, nó ngoài 17 nó ngoài. Ở nhà mình nên thấy nó buồn ha. Buồn lắm luôn. Nhà nếu mà được. Có anh nào mà về thôi nó vui biết bao nhiêu. Vui vậy, ví dụ như nhà cửa dột tạc cũng có người sửa nơi nhà nó đâu ngay. Đồng bà nhiều khi mưa gió giông rồi nhiều khi mình thấy nhà dưới to không? Hả? Nhà dưới to không? Nhà ở dưới thì chiều dài thì 26m, 27m gì đó. Rồi chiều ngang thì 4m5. Nhà thì 2 phòng 6m. Quá bự rồi. Nhà, quá nhà, nhà lớn lắm, nhà cũng dài lắm. Nhà tường. Có ảnh về bắt anh lau nhà phụ rồi ha. Chắc lau nhà chắc anh không lau đâu, mình lau cái đó là nhiệm vụ của mình. Hay để anh lau mình đi. Thôi. Đi sao? Về thì về ở con mình nhà to quá thì về anh phải dọn phụ chứ sao? Trời, mình làm được cái đó được. Để anh đi lo việc bên ngoài đi ha. Đó cho anh lo việc bên ngoài đi. Nhà cơm nước, cơm nước thì về. Mình lo cơm nước, nhà cửa thì mình lo. Còn anh đi ra kiếm ông ngoài. Có cần anh đó cao nhiêu không, thấp nhiêu không? Thì anh coi tương đấu với mình cũng được đó. Đừng thấp, tương đấu với mình. Đen à. Đúa chịu không? Được, cái gì cũng được hết trơn. Yêu cầu em, yêu cầu có một cái là quan tâm với vợ con là được. Biết thương yêu ha. Dạ, biết thương yêu và quan tâm với vợ con là được. Anh nhậu không? Thì nhậu nhậu chứ em cũng không cản. Có biết làm đồng mồi cho anh nhậu không?
Thì cũng được, nấu canh chua, cá chiên được cũng được. Làm cho ông nhậu rồi ha. Dạ. Rồi. Ê... tiếng chồng cũng rất đơn giản Dạ, em đơn giản lắm, ha. không có ham giàu có gì chân, yêu cầu biết thương yêu coi vợ Có nghĩa con là chị về nhà ảnh kính cũng được ngưỡng. mà ảnh đi theo chị cũng được. Dạ, chị theo cũng được Miễn sao là mình mà ở chỗ chị là có cơ sở làm ăn được không? cũng được, nhưng mà thì anh biết Hồng Ngự rồi đó, Ông anh Ngữ nghe chợ hả? à, dưới 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 chợ một chút cũng sông nước vậy đó, Chợ chợ Giàm đi chợ tới Dạm đi đâu? lên, Đi lên bao xa? đi lên có khoảng chục cây số ạ. Vậy là chưa tới chợ Hồng Ngữ. Hả? Vậy là chưa tới chợ Hồng Ngữ. Chưa, nhưng mình ở đoạn giữa vậy đó. Rồi là chị quyết định nhờ mảnh ghép yêu thương tìm giúp giùm chị. Dạ. Là chị còn cái ý gì để gửi đến cái anh đó đó, cái ý trung nhân mà chuẩn bị đến với cuộc đời chị nè. Thì bây Chị giờ em nói với anh nghe vậy nè, cũng như bây giờ em lên ghi hình vậy đó, ví dụ như anh nào nhắm dự ý được hợp hợp tình hợp ý thì đến với mình đó, chứ em cũng không có chơi bài không có gì hết trơn, nó đen đúa hoặc là cái gì cũng được, yêu cầu biết thương vợ là thương mến vợ, quan tâm tới vợ là em chịu rồi, chứ còn cái chút xấu đẹp là em không 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 nghĩ tới, sống với nhau phải tin tưởng nhau mới ví dụ được. như ảnh về nhà là chị nóng chị có la anh Thì ví dụ như cái chuyện gì về vợ chồng mà hơi nói không nghe thì mình cũng hơi nói một hai câu thôi, chứ không? mình Có nạt chứ không, nạt không, la hét em có tánh em dặn em thinh là em không có nói mà nạt nóng mà la làng, không có giận bao lâu mới hết, dặn cũng lâu lâu à, em lâu dặn lâu dai có lắm, nhiêu nửa tháng không, nửa tháng một tháng không chừng, em rồi dặn nửa dai tháng tháng đó ảnh đi ra ngoài giận, ảnh đi ra ngoài ai lỗ? thì kệ ai lỡ lỡ biết sao giờ. Chân chi lâu dữ vậy trời. Dặn cái chuyện đó mình không nói thôi, chứ còn cái chuyện bình thường cũng nói chuyện bình thường, chứ còn cái chuyện mình dặn mình để bụng, ví dụ sai cái gì mình để đó là để bụng, không có ấy, không có nói ra. Trời, lỡ ổng giận rồi ổng buồn buồn ổng đi nhậu hoài mốt ổng quen luôn rồi sao? Thì Tự mình tập cho chắc không nhậu đâu, trong quê đó cũng không ai nhậu gì mấy đó, nhậu ổng. cũng Thì vừa ổng vừa nhậu mình cả nhậu, nếu mà buồn vậy quá, ví dụ như về không nghe nói anh ơi mới đi làm về hay gì buồn quá thì đi kệ nhậu. đi, ổng nhậu thì nếu mà ổng nhậu ở nhà thì cậu mình cũng đi làm rồi nhậu cho ổng nhậu luôn đi, chứ sao vậy, Vậy giận gì nữa, làm hết rồi hết giận rồi cái ở làm màu. vậy lâu gì. Thì nói là ngay cái tánh mình nóng tánh, nóng tánh mà ai nói dai em không chịu nha, nói dai là không chịu à, nói dai là nó nói hoài là nó phụp lại à. Vậy nãy giờ tôi nói dai nói hoài sao chị không phục? Cái này nó phải Nói phải là sao? nó phải thì nói, như cái chuyện nó phải thì nói được, còn ví dụ chuyện Có không nghĩa có là để ổng về phục ổng đúng ừ. không? Để nhìn cái mặt chị không đơn giản chút xíu nào. Không giữ hay sao, Chắc cũng vậy á. không em anh thấy vậy chứ em không có hiền lắm thiệt luôn á, Đâu sống có đâu, nguyên cái chợ Hồng Ngự biết tiếng luôn à. sống ở xóm chứ không bích lòng ai chân, thiệt với anh luôn á, Đúng không rồi, có nhưng bích mà nguyên lòng, cái chợ Hồng Ngự đều biết tiếng. không không có đâu, mình không có hung dữ, tại anh Từ thấy ông gửi chị đi rồi mấy giờ? mình đi lúc hình như 5 giờ hay gì 4 giờ mấy, 4 giờ mấy 5 giờ 4 giờ mấy sáng. Vậy dạ, chạy một hơi lên tới đây luôn. chạy lên tới đây luôn, mà đường bữa nay xấu quá, tao làm đường khó ấy quá, Nôn quá ha. đường xấu Đi đi kiếm người yêu mà thấy nôn, mà thấy nó rạo rực đi xa cũng không biết mệt luôn ha. mệt mệt chứ cũng phải đi tới đây chứ, nếu mà chấp nhận đi mệt cỡ nào cũng phải Rồi tới mai đây. mốt mà khi cái video này đăng lên nè, ảnh thấy được cái video này, ảnh muốn hẹn hò với chị, ảnh muốn mời chị đến đây để gặp mặt, trao đổi nói chuyện, có tiếng nói chung, chị có sẵn sàng chạy đường xá xa xôi lên không? Trời, sẵn sàng, cái đó còn chạy mau nữa Chạy lẹ nữa hả? Nguy hiểm à. lắm chị ơi, trời ơi, quốc lộ chạy xe chạy từ từ, chạy nhiêu 70 Không cây chứ số sao, luôn. chắc đi máy bay không đi xe Chiếc xe có nhiêu đẩy hết luôn ha, à, leo lên giật thì cho nhiều đẩy hết nhiều à, chạy hết luôn, lên lẹ lẹ gặp anh nôn quá rồi. mệt cỡ Lâu nào cũng chưa? lên thấy là hết mệt à, Bữa nay lâu chưa? Mấy năm rồi? lâu rồi, cũng lâu rồi, Cũng lâu rồi ha. Nếu mà ảnh hẹn cái là bay giọt liền, liền. nó bay liền khỏi chạy xe, Khỏi chạy luôn hả? khỏi chạy bay không. Máy bay đâu rồi đi?
thì lúc đó kêu cái máy bay chạy. Máy bay nào đâu mướn, không có bay, mướn máy bay rẻ lắm ha, kêu xe tốc hành đi. Ừ, kêu bao chiếc taxi, bao chiếc xe đi liền cho nó lẹ lên hả, nếu mà anh chịu cái là chở anh về nhà luôn, chở về nhà luôn chứ còn gì ừ, nữa. Ừ chứ chúng tình bao xe lên đó, đây đó thôi, tao chờ đợi có nhiêu chở về nhà luôn chứ còn đúng chờ rồi, đợi gì về nữa, nhà luôn, về nhà luôn. Ừ. Rồi giờ còn gì nói nữa không? Thì nói với anh vậy đó, thì nói nhiều thôi chứ biết gì nữa giờ nói. Ừ. Nhiều thôi ha. Dạ. Vậy thôi ha. Vậy là quyết định là nhờ mảnh ghép tìm giúp cho mình. Dạ. Rồi chờ tin vui. Dạ. À, chị mà mảnh ghép yêu thương cũng sẽ cố gắng tìm cái nửa mảnh còn lại cho nó phù hợp với cuộc sống của chị, để hai người cùng xây dựng nắm tay nhau đi đến cái quãng đời còn lại. Mảnh ghép yêu thương cũng có lời chân thành cảm ơn chị đã không ngại nắng mưa đường xá xa xôi đến với mảnh ghép yêu thương, quyết định bắt anh về mới được. Rồi mảnh ghép yêu thương cũng cầu chúc chị sớm ngày đạt được như sở nguyện ha. Cướp con ngựa ô đưa anh về Vinh luôn. Dạ em cũng chúc mừng anh cũng làm việc này cũng lâu dài may mắn. Chúc mừng vậy? Chúc anh sao làm công việc có nhiều điều may mắn, sức khỏe dài lâu để ủng hộ những người mảnh ghép yêu thương. Tôi nói chậm mà chị nói chậm hơn tôi muốn nghẹt thở luôn, tôi lắng nghe chị nói từng chữ. Cảm ơn ha. Rồi giờ chào khán giả đi rồi mình chia tay. Mình xin chào khán giả trong nước và ngoài nước, sống vui vui vẻ và mạnh khỏe trong gia đình. Quan trọng là kêu y anh ơi. Anh ơi, nhớ bắt số điện, nhớ bắt điện thoại điện lên cho Minh Hoàng liền, Minh Hoàng sắp xếp. Anh ơi, em đang chờ anh đó nha. Đó, vậy đó, đó. Cái này mà mấy người quen coi thấy tao cười chết luôn. Vui không? Vui. Có rung không? Không, không rung. Bình thường có tôi gì đâu. Lên kiếm chồng rồi rung. Đã đi quyết định đi kiếm chồng mà rung cái gì. Ta còn mau muốn thấy chồng đang đem về liền. Nhưng mà anh thấy cố gắng phải làm mau mau. Mau ha. Phải làm lẹ lẹ ha, chứ nôn dữ lắm rồi. Nôn lắm. Thà không đi đâu, đi là nôn. Đúng rồi, đi là nôn liền luôn. Mấy năm nay rồi nôn, chứ không nôn. Gặp anh là để ý rồi. Thì mảnh ghép yêu thương sẽ gửi cái đường link này khi video này phát sóng ha. Mảnh ghép yêu thương sẽ gửi cái đường link này kèm theo ít dòng nói tốt về chị để cho anh sớm bắt máy gọi đến chương trình. Thì chương trình sẽ mời hai anh chị đến đây ngồi trên cái ghế này để mà tìm hiểu coi có cái tiếng nói chung không, để mình về mình tìm hiểu rồi từ từ tiến tới cái vấn đề về chung nhà. Rồi trước khi kết thúc chương trình, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Mình cũng bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Em cũng xin chào.